Xin chào anh em, và trong video này thì em Tú sẽ review trên tay hai chiếc đồng hồ với thiết kế mặt số màu xanh của Omega và Rolex nhé. Ở bên tay trái chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Sally với thiết kế sa mặt 39, thân vỏ vàng trắng nguyên khối, mặt số xanh la vi. Ở bên tay phải của em chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Omega với thiết kế thân vỏ vàng hồng, mặt số xanh la vi, và với chiếc Omega này sẽ là một chiếc đồng hồ hàng mới 100% nhé. Còn với chiếc Rolex này là một chiếc hàng sử dụng đã qua dụng và sẽ có đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Như ở đây ạ, chúng ta sẽ có đó là hộp sổ thẻ tang đi kèm của chiếc Rolex này, bao gồm một quyển sổ của bộ sưu tập Sally đi kèm và một cái bao da đựng quyển sổ World Wide Service và tấm thẻ bảo hành chính hãng mà em cầm trên tay đấy ạ. Tấm thẻ bảo hành chính hãng này chúng ta sẽ có đầy đủ mã máy, số Sally của đồng hồ, và ở mặt sau chúng ta sẽ có lời mua và vào tên chính chủ cũng như vào date, đó là tháng 9, 2019, và tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã hết bảo hành miễn phí tại hãng rồi. Nhưng khi mà anh em mình giao lưu tại cửa hàng của em Tú thì em Tú vẫn sẽ bảo hành cho anh em mình đó là 25, cùng với đó sẽ cam kết hàng chuẩn chính hãng, chọn đời máy, bao quay đầu đổi các lên đời khi mình có nhu cầu nhá. Và trong 25 này thì em Tú sẽ chịu hoàn toàn chi phí nếu mà cần service bảo dưỡng đấy ạ. Với thiết kế sa mặt 39, nó sẽ phù hợp với mọi cổ tay của anh mình, từ cổ tay nhỏ đến cổ tay to, lên tay rất là đẹp với chiếc Sally này nhé. Một chiếc đồng hồ với thiết kế mặt số khá là đẹp và nổi bật, chúng ta sẽ có mặt số chảy tia Guluche với các đường chảy tia được lấy trung tâm từ trụ kim, sau đó sẽ được tỏa đều ra khắp toàn bộ phần mặt số. Ở bên trên góc 3 giờ, chúng ta sẽ có một sắp đều nhỏ, và sắp đều này thì chúng ta sẽ thấy có đánh dấu từ 1 đến 31, tức là lịch ngày của chiếc đồng ngoài đấy ạ. Thì với chiếc đồng ngoài chúng ta sẽ có một cái vòng tròn bao quanh với phần mặt số, đó chính là các vạch chia phút, và các vạch chia phút này sẽ được thiết kế chìm xuống so với phần mặt số để tạo hiệu ứng chiều sâu rất đẹp nhé. Và chúng ta sẽ có trang bị đó là mặt kính sapphire nguyên khối, mặt kính zin đi kèm đồng hồ, và mặt kính này thì cực kỳ dày và siêu trong, kết hợp với mặt số chảy tia Guluche. Chúng ta có thể thấy được đó là cái hiệu ứng chạy sáng trên toàn bộ phần mặt số, và khi mà anh em nhìn thẳng, nhìn nghiêng hay nhìn chéo một chút thì chúng ta cũng có thể thấy được đó là cái sự chuyển sắc của màu xanh la vi mặt số, đúng không ạ? Một chiếc đồng hồ với thiết kế mặt số rất đẹp nhá. Đi kèm với một chiếc đồng hồ trang bị mặt số màu xanh thì anh mình sẽ được trang bị đó là thân vỏ bằng vàng trắng nguyên khối nhá. Một chiếc đồng hồ được trang bị thân vỏ vàng trắng tạo lên cho một chiếc đồng hồ với thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản, nhã nhặn, không nổi bật, không phô trương. Ở phần thân vỏ chúng ta sẽ có toàn bộ đó là đánh bóng, và trên phần mặt niềng chúng ta sẽ có nón, đó chính là một cái niềng rãnh khía đồng xu vô cùng gọn gàng và lấp lánh long lanh khi mà chúng ta di chuyển cái phần thân vỏ của chiếc đồng này. Bên trên chúng ta sẽ có một cái phần niềng ôm sát vào mặt kính được đánh bóng bo tròn, và đây chính là bên góc cạnh thân bên tay trái của em đấy ạ, góc cạnh càng nhá. Bên tay phải chúng ta sẽ có thiết kế lúm chính của đồng hồ với thiết kế lúm vặn cổ chai, độ chống nước của chiếc máy có thể đạt được đó là 100m. Còn đây chính là góc cạnh càng bên góc 12 giờ đấy ạ. Rất là trực quan để mình có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc đồng hồ đã qua dụng này nhá. Còn về bộ dây đi kèm thì là một bộ dây da cá sấu handmade, anh chú cũ anh ý đeo, bởi vậy thì nhìn nó hơi cũ một chút. Nếu mà anh em sở hữu chiếc ngoài thì em Tú xin phép tặng thêm cho anh mình một bộ dây cá sấu handmade khâu tay, màu sắc tùy chọn và mới 100% nhé, để mình có thể trải nghiệm một cách tuyệt vời nhất cho chiếc Rolex này. Với thiết kế khóa, chúng ta sẽ có thiết kế khóa xiên zin đi kèm đồng hồ với logo thương hiệu quang chính giữa nhé. Toàn bộ thân khóa được đánh bóng này. Ở mặt sau chúng ta sẽ có những dấu khắc triện đi kèm, triện 750, đầu chó vách lai, chữ ân tiểu ly. Và ở mặt sau đáy chúng ta sẽ thấy được đó mặt đáy kín này, và toàn bộ phần mặt đáy này cũng bằng vàng trắng nguyên khối nhá. Các phần càng sẽ có đầy đủ các dấu triện đi kèm, và chúng ta sẽ có bộ máy Rolex 3132, 48 tiếng tích cót, sai số cộng trừ không quá 2 giây một ngày, và với bộ máy này có thể chạy chính xác trong mọi điều kiện, mọi môi trường, chống sốc, chống nhiệt cực kỳ tốt anh em nhá. Sa mặt 39, độ dày chiếc này sẽ được khoảng tầm 90m và nó sẽ phù hợp với mọi cổ tay của anh mình. Bây giờ em Tú sẽ ướm thử trên tay nhé, để em mình có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chiếc Sally với thiết kế mặt số xanh la vi đi kèm với thân vỏ vàng trắng nguyên khối, sự phối màu rất là ăn ý của nhà Rolex. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và với chiếc Sally này thì em Tú đang có một mức giá giao lưu rất tốt gửi tới anh mình, 339 triệu nhé. Một chiếc đồng hồ hàng là sử dụng lướt, còn rất đẹp ở phần thân vỏ, tặng kèm anh em một bộ dây. Chúng ta sẽ có những cái phụ kiện đi kèm bao gồm đầy đủ hộp sổ thẻ tác, thẻ vào date 2019. Nhân vật chính tiếp theo thì em sẽ có đó chính là một chiếc đồng hồ đời mới của nhà Omega, và với chiếc đồng này
chúng ta sẽ có thiết kế xe mặt to hơn 41mm dành cho anh em có cổ tay vừa, cổ tay to nhé. Chúng ta sẽ thấy được toàn bộ phần thân vỏ của chiếc này có màu sắc vàng hồng, một loại vàng màu vàng cực kỳ tươi tắn và rất sang trọng, được nhiều anh em mình ưa chuộng. Ở bên tay phải của em đây ạ, chúng ta sẽ có bộ ba thẻ đi kèm của chiếc đồng này, bao gồm mã máy, số seri, thẻ bảo hành chính hãng có thời gian bảo hành đó là 5 năm và một quyển sổ hướng dẫn đi kèm đấy ạ. Với chiếc đồng này thì em Tú sẽ bảo hành cho anh mình đó là 5 năm theo chính sách hàng mới, và bên em thì vẫn sẽ luôn cam kết hàng chuẩn, chính hãng, chọn đời máy, bao quay đầu đổi các leader khi mình có nhu cầu nhé. Với chiếc Omega này chúng ta sẽ có mặt số xanh navy, và mặt số này thì nó sẽ là mặt số hơi đậm màu một chút. Chúng ta sẽ có hai sự hoàn thiện trên phần mặt số này, đó là trải tia và phay xước, cọc số bằng vàng nguyên khối 18K, được thiết kế kiểu dạng cọc số La Mã đặc trưng của bộ sưu tập The Vinhaus Vision. Hai ô lịch ở bên trên góc 3 giờ, lịch tháng và lịch ngày, chức năng lịch thường liên. Thì với lịch thường liên, anh em mình chỉ cần chỉnh lịch một lần duy nhất khi mà chúng ta sang tháng 3 thôi, tức là cuối tháng 2 và đầu tháng 3 thì anh em mới cần chỉnh lịch. Còn tất cả các tháng còn lại, bộ máy này sẽ phát hiện được tháng thiếu, tháng thừa và sẽ tự động nhảy chuẩn lịch khi mà sang tháng mới. Về thiết kế mặt kính, chúng ta sẽ có đó chính là mặt kính sapphire nguyên khối, mặt kính sapphire cong có phủ ở đời chống lóa giúp cho mặt kính trở nên trong suốt, và kết hợp với mặt số chải tia phay xước tạo cái hiệu ứng chạy sáng vô cùng đẹp, bắt mắt trên chiếc đồng này nhé. Còn về thiết kế thân vỏ, chúng ta sẽ có thân vỏ bằng vàng hồng nguyên khối 18K, và loại vàng này là một loại vàng độc quyền của nhà Omega có tên gọi vàng Synagon, một loại vàng hồng có màu sắc cực kỳ tươi tắn, và cái màu vàng này là một cái màu vàng rất là được nhiều anh mình ưa chuộng bởi vì cái độ sang trọng và nó rất là trẻ trung nữa ạ. Toàn bộ thân vỏ này được kết hợp giữa đình bóng và phay xước nhá, và các góc cạnh càng sẽ được thiết kế hơi bo tròn một chút, đầu càng hơi cụp. Và ở bên tay phải của em, chúng ta sẽ có thiết kế lúm chính của đồng hồ với logo thương hiệu của anh chính giữa. Bên cạnh lúm thì vẫn sẽ là những cái rãnh khía mềm mại để có thể xoay nhẹ nhàng, mở núm, rút được một lớp sẽ chỉnh lịch và rút được thứ hai sẽ chỉnh giờ nhá. Về bộ dây đi kèm, chúng ta sẽ có một bộ dây da màu xanh navy cùng tông với màu mặt. Và bộ dây này thì chúng ta có thể cảm nhận được độ đẹp, độ mềm mại và những cái đường vân da cá sấu thì cực kỳ đanh nhá. Còn về đầu dây bên này, chúng ta sẽ có thiết kế khóa bấm chống gập bằng vàng đúc nguyên khối 18K, được hoàn thiện dây bóng và phay xước, logo thương hiệu của hãng nổi bật ở chính giữa. Ở mặt sau khóa thì vẫn sẽ là những cái dấu khắc chuyện đi kèm, chuyện mã số khóa, chuyện AU50, đầu chói vác la, chuyện ngân tiểu ly. Và đây chỉ là mặt sau bộ dây đấy ạ, đó có đầy đủ những cái thông tin logo thương hiệu của hãng. Và ở mặt sau đấy chúng ta có thể chiêm được bộ máy Omega Master Coiso 8903. Thì với bộ máy này chính là một bộ máy mới của nhà Omega, có đầy đủ những cái bằng sáng chế chứng nhận độc quyền, ví dụ như bộ thoát đồng trục Master Coiso chống từ đạt được lớn hơn 15.000 gao, và chúng ta sẽ có một bộ máy chạy chính xác ngay cả khi bộ máy yếu con nhé. Và chúng ta sẽ có cả bộ máy đạt chuẩn độ chính xác Master Chronometer cộng trừ không quá 2 giây một ngày. Với bộ máy này chúng ta sẽ có chức năng lịch thường liên, và chúng ta sẽ được trang bị đó là thiết kế củ văng cầu cân bằng bằng vàng đúc nguyên khối nhá. Chuyện 750 rất rõ ràng trên phần củ văng và cầu cân bằng, cạnh đó thì sẽ là mã số seri của đồng hồ bên trong bộ máy, bên ngoài thân càng sẽ là mã số seri, chuyện Omega, chuyện AU750 ở bên dưới góc dưới, và chuyện cân tấu ly đầu chó Vecla. Dòng sản phẩm Half Vision này, dòng chữ Eno Calendar khắc chuyện chìm trên cái phần thân đáy này. Thiết kế xe mặt 41mm và độ dày sẽ được khoảng tầm 11 lên đến 12mm. Vì vậy thì như anh em có cổ tay vừa, cổ tay to, trên tay thì thực sự rất là khỏe, đẹp và rất lịch lãm với chiếc The Vinhaus Vision này. Em Tú sẽ ướm thử trên tay nhá. Trên tay của em đây ạ, xe mặt 41, lên tay thì cũng khá là vừa vặn, dễ đeo với cổ tay của em nhá. Anh em nhà mình cổ tay tầm như em, to hơn, nhỏ hơn một chút, vẫn có thể đeo được, trải nghiệm được với chiếc Omega The Vin này. Với chiếc này thì em Tú đang có một mức giá giao lưu chiết khấu săn sale rất tốt gửi tới anh mình, đó là 315 triệu nhá. Bởi vì chiếc này là một chiếc đồng hồ đời mới, được trang bị thân vàng đúc đời mới này, bộ máy đời mới này. Bởi vậy thì chúng ta sẽ có mức giá cao hơn so với các mẫu đồng hồ đời cũ khác nhá. Chiếc này thì vẫn sẽ được bảo hành đó là 5 năm tại Omega Việt Nam và trên toàn cầu, bảo hành tại cửa hàng của em Tú là 5 năm. Trên tay của em thì đang là hai chiếc đồng hồ với thiết kế rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Anh em mình có thể qua trực tiếp cửa hàng của em
để thử trên tay cái mẫu sản phẩm này tại địa chỉ 17 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Em cũng có shop trong thành phố Hồ Chí Minh và có thể giao lưu trực tiếp trên toàn quốc. Tất cả các mẫu đồng hồ em gửi tới anh mình đều là hàng chính hãng nhé. Anh em nhà mình có thể đi check chính hãng bất cứ là uy tín, và bên em còn bao quay đầu đổi các lên đời khi mình có nhu cầu đấy ạ. Số tài hotline em có để dọc màn hình. Ok, cảm ơn anh em mình đã theo dõi ạ. Em xin kết thúc video tại đây.